Chào mọi người, tại bên Ốc Lon 153 nơi Trang Long. Quán này thì Ben đã tới vài lần rồi, nói chung là quán đêm. Bây giờ Ben với lại em trai của Ben đang tới đây làm mấy món ốc với lại làm mấy chai bia lai rai tâm sự. Đó, mọi người coi không gian này nó cũng mát. Đó, cũng đông lắm. Xung quay cho xung quanh mọi người xem. Rồi, Ben quay chung nè. Cách chào đồng Ben hơn không? Cách chào cổ điển à. Thì ở gần ở bên cái đường Lê Long này thì các bạn nào đi đêm thì muốn ăn nhậu đêm này qua đây. Không phải chạy lên một đoạn trên trên đó, nó có hủ tiếu, có phở, nói chung cũng nhiều món lắm. Đây là cô gái xinh đẹp của quán. Sao sao chạy đậu hủ Tú Linh, em quay em đẹp lên thì ta biết em vậy, ta mới thấy cái quán nhiều. Cái này đậu hũ. Nghe kêu mấy món rẻ rẻ không? Món rẻ mấy gì? Rẻ rẻ. Món rẻ, nó kêu món rẻ rẻ hay món. Này đậu hũ xào gì vậy? Sa tế gì ta sắp muối. Nói chung là ăn đây ăn cũng được mọi người, mà giá nó mềm lắm, ăn ngon thì món ngon. Đó. Thì mình Jun với lại anh Ben thì có chung một sở thích đó là đậu hũ. Mình rất thích ăn đậu hũ. Thôi, vô đi Jun. Happy birthday to you. Nói chung mình nhậu bộ hát vậy để cho nó có dạng như là có lý do đi nhậu chứ chúng tôi cái nào cũng đi nhậu hết luôn được. Chà, mẹ nói vậy kỳ quá. Rồi, đây món chân gà. Ở đây nó hơi tối chút xíu. Nè, đông đúc, vui vẻ. Nè, nữ phục vụ xinh đẹp của quán. Đậu hũ à, giống như xào sả ớt vậy, có chưa leo nữa. Là cánh gà gì chung? Chân gà men. Còn chân gà làm gì vậy? Hình như là sóc cái gì đó, sóc muối hay gì đó. Để thử nha. Chân gà chặt nhỏ thì cũng dễ ăn à, tại chân gà nó bự á. Bỏ chấm luôn, để ăn thử coi. Ngon. Hết bồi. Trời ơi, khu vực ở đây gần đây mà ra đây nhậu là hợp lý. Quán này là có một người bạn thân của em. Nó đi làm về nó hay ngủ một mình, cái nó rủ mình ra đây ngồi với nó biết quá. Ngon. Rồi, đợi món sau nha. Rồi, chú ăn đi. Đó, cô Linh ở này nè. Lòng á. Đó, cô Linh nè. Ở đây mang mấy món này giữa bập chết bà luôn. Ăn được chút. Ngon lắm Ben. Được không? Em thích quán chân gà. Rồi lỡ rồi mình không muốn Tú Linh luôn đi. Tú Linh đi. Linh thì ở đây mấy bạn cho chấm chao. Ăn mà đêm ăn cái này mập lắm á. Ngon không? Được á. Ê. Ngon. Tuyệt. Vô. Vô. Rồi, cắt lên chung. Hot boy 2k. Thôi về. Hot boy 2k giả chủ tịch và cái kết. như là chủ tịch giả. Chủ tịch giả này giả kia của mình là mình giả chủ tịch và cái kết. Tú Linh. Ngon rồi.
ngon chưa? Ngon. Ra quán ốc mà ăn cái gì không mà? Còn mấy món mình dùng hồi đó thì mình ra ốc ốc nhiều. Mình lần này là chua nó kêu toàn mấy món không phải ốc mà ăn thấy cũng ngon. Cũng được á. Sò đẹp nướng mỡ hành đó, đậu phộng. Đây là món ăn truyền thống. Mắm chua ngọt nha. Nó mày nói thiệt á, mình đi ăn những quán mà vỉa hè mà nó còn ngon nha, mới vô nhà hàng em ăn không mấy ngon thế nào luôn, mới vô mình trả tiền nhiều hay là vấn đề mình không biết như thế nào. Thật sự cái gì nó cũng phải là đặt đúng giá trị của nó, nhiều vô nhà hàng ăn thì ăn nó cao cấp đi nhưng mà phải làm đúng tầm chuẩn rồi thì trả tiền ta mới đúng được, chứ còn mình vô mình trả số tiền lớn mình khi làm á không có chính xác, không có chuẩn lên kia, ăn nhiều lúc bực bội lắm luôn á. Nên thật sự đi ăn vỉa hè thấy thoải mái, ngon, rẻ, nó không suy nghĩ nữa. Đó. Thì bữa nay chun order mấy món hơi ngoài góc một tí mà đang thấy ngon, chung món nào cũng ngon. Món Linh làm được nè. Món này mình thích là nướng nó giòn lên tí xíu ngon. Đó, nhưng mà Linh thích. Đó. Đậu hũ cũng ok, chân gà rất là mập luôn. Nè chân gà nè. Chân gà đây nè, không bự mới lửa luôn không? Chân gà mập luôn. Đây cũng được. Đó. Các bạn đi nhậu đêm mà ở khu vực này thì ghé đây nhậu ok được. Tại vì bên cũng nhiều chỗ nhậu đêm lúc mà gần nhà bên thấy chỗ này là ok nhất. Vậy nha, bây giờ chào tạm biệt mọi người.